chào tất cả mọi người. Em tên là Phạm Tứ Châu Giang, học sinh ở Bồn Á, trường tiểu học Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Hôm nay em rất vui khi được tham gia cuộc thi giải thiệu sách trực tuyến về chủ đề cuốn sách tôi yêu. Các bạn à, trường tiểu học Sơn Tiến là một ngôi trường miền núi, nhưng được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là sự nỗ lực của ban giám hiệu nhà trường nên đã đạt trường chuẩn quốc gia. Thư viện nhà trường đạt thư viện xuất sắc. Những năm gần đây, thư viện được đầu tư xây dựng khang trang và bổ sung hàng ngàn đầu sách, báo và tạp chí có giá trị phục vụ nhu cầu đọc sách của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh. Đến với thư viện trường tiểu học Sơn Tiến, chúng em tha hồ được đọc những cuốn sách hay, bổ ích. Đặc biệt em thấy yêu nhất là cuốn truyền tranh lịch sử Hồ Chí Minh. Vâng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ vĩ đại, một danh nhân văn hóa thế giới, người như một vị cha già của cả dân tộc, người đã có công lao to lớn trong việc đi tìm đường cứu nước, dẫn dắt nhân dân Việt Nam thoát khỏi cái lầm than nô lệ. Để ghi nhận được công lao to lớn ấy, chúng ta có thể tìm đọc quyển truyền tranh lịch sử Hồ Chí Minh của tác giả Nguyễn Cương Minh Hào, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, mới được in ấn năm 2020 với 32 trang, được in trên khổ giấy 13x19cm. Cuốn truyện kể về quá trình hoạt động cách mạng của bác bằng lời văn ngọn gọn, xúc tích, kèm theo hình ảnh minh họa rất cụ thể, giúp người đọc có thêm nhiều hiểu biết về cuộc đời hoạt động cách mạng của bác, cũng như các mốc lịch sử quan trọng trong công cuộc chống giặc ngoại xâm của nước nhà. Không chỉ có tài năng, bác còn là một tấm gương đạo đức sáng ngời. Trong từng lời nói của bác đều ẩn chứa những luân lý đạo đức, nhưng không khó khăn mà nhẹ nhàng, sâu lắng, dễ dàng đi vào lòng người. Bác từng dạy đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Thực hiện lời dạy của bác, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta luôn đoàn kết, một lòng chiến thắng được kẻ thù xâm lược và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Hiện nay, đại dịch COVID-19 đang hoành hành. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, Đảng, Chính phủ Việt Nam đã sớm kêu gọi nhân dân quyết liệt, đoàn kết một lòng chiến thắng được kẻ thù xâm lược, tạo nên sức mạnh tập thể, cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Đặc biệt đối với thiếu niên nhi đồng, bác đã dành cho sự yêu thương vô bờ bến. Ai ở nhi đồng bằng bác Hồ Chí Minh, ai ở bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Và bác đã dạy thiếu niên nhi đồng 5 điều: 1. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào; 2. Học tập tốt, lao động tốt; 3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; 4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt; 5. Khiêm tốn thật thà dũng cảm. Đó không chỉ là lời răn dạy, lời nhắc nhở mà còn là niềm kỳ vọng lớn lao mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho thiếu niên nhi đồng. Bác đã nói, mai sau các cháu sẽ là người chủ của nước nhà. Để xứng đáng là cháu ngoan bác Hồ, mình và các bạn cùng cố gắng học tập và rèn luyện tốt nhé. Vâng, về đẹp lý tưởng, phẩm chất, nhân cách của Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng soi cho mọi thế hệ hôm nay và mai sau học tập. Vậy, người được sinh ra vào ngày tháng năm nào, quê quán ở đâu, quá trình hoạt động cách mạng của bác như thế nào? Mời mọi người tìm đọc cuốn truyền tranh lịch sử Hồ Chí Minh có ở thư viện trường tiểu học Sơn Tiến để ghi nhớ nhé. Bài giới thiệu sách của em đến đây là kết thúc. Em xin cảm ơn các thầy giáo, cô giáo và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Em xin cảm ơn.